huyện Châu Thành thuộc tỉnh Kiên Giang với dân số khoảng 160.000 người. Đây là huyện có nền kinh tế phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, có khu công nghiệp Thạnh Lộc, cảng cá Tắc Cậu quy mô rất lớn tại xã Bình An, có trường Đại học Kiên Giang tọa lạc trên địa phận xã Vĩnh Hòa Hiệp. Thị trấn Minh Lương đang là trung tâm hành chính kinh tế chính trị xã hội của huyện. Lõi đô thị Minh Lương đang được mở rộng với các dự án khu dân cư, khu đô thị chợ mới, trung tâm thương mại Minh Lương. Có hai tuyến đường quốc lộ 61 và quốc lộ 63 chạy qua trung tâm thị trấn Minh Lương. Về hạ tầng giao thông đường bộ ở huyện Châu Thành hội tụ đầy đủ tất cả, có đường tỉnh lộ, quốc lộ, có luôn đường ven biển 3 tháng 2 Gạch Giá Châu Thành hưởng lợi thế từ đường tuyến tránh thành phố Gạch Giá, có luôn tuyến đường cao tốc Lộ Tẻ Gạch Sỏi, trong tương lai có luôn cao tốc Hà Tiên Gạch Giá Bạc Liêu chạy qua địa phận của huyện Châu Thành. Đường xá cỡ này thì nhiều huyện khác cũng rất ao ước đúng không mọi người? Sau này có luôn dự án xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh từ Gạch Sỏi đi huyện Vĩnh Thuận của tỉnh Kiên Giang. Trong video hôm nay tôi sẽ cập nhật hình ảnh thực tế tiến độ đang xây dựng đường Minh Lương Dục Tượng và điểm cuối của tuyến đường 3 tháng 2 nối dài từ Gạch Giá đi Châu Thành. Trước tiên, chúng ta cùng xem mật độ phương tiện giao thông di chuyển trên tuyến quốc lộ 61, đoạn Minh Lương Gạch Sỏi. Có thể nói, đoạn này đang quá tải, trong tương lai sẽ không đáp ứng được mật độ lưu thông ngày càng dày đặc trên tuyến đường. Vì thế, tỉnh Kiên Giang đã đầu tư dự án xây dựng đường ven biển 3 tháng 2 nối dài. Tuyến đường được bắt đầu từ cống kênh Cục và điểm cuối kết thúc tại dòng xoay quốc lộ 63, kết nối vào tuyến đường hành lang ven biển. Sau khi tuyến đường 3 tháng 2 hoàn thành, đưa vào sử dụng, thì các phương tiện giao thông di chuyển trên tuyến quốc lộ 63 ở khu vực tỉnh Cà Mau, các huyện Vĩnh Thuận, An Minh, An Biên di chuyển tới dòng xoay Tắc Cậu sẽ đi thẳng tiếp tục vào đường 3 tháng 2 nối dài, rồi vào trung tâm thành phố Gạch Giá. Ngã ba Gạch Sỏi sẽ được thông thoáng hơn. Song song với đó, huyện Châu Thành cũng đã đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ thị trấn Minh Lương đi đến trung tâm xã Dục Tượng của huyện Châu Thành. Tuyến đường mới này cũng sẽ giúp giảm tải một phần phương tiện giao thông đi trên tuyến quốc lộ 61. Như vậy, trong tương lai, giao thông đường bộ tại huyện Châu Thành sẽ xuất hiện hai cái ngã tư. Cái thứ nhất là ngã tư Minh Lương thay cho tên gọi ngã ba Minh Lương hiện tại bây giờ. Và cái thứ hai là ngã tư Tắc Cậu thay thế cho tên gọi vòng xoay ngã ba Tắc Cậu tại xã Bình An. Và bây giờ chúng ta sẽ xem hình ảnh thực tế trên công trường tiến độ xây dựng đường 3 tháng 2 nối dài tại xã Bình An của huyện Châu Thành. Từ vị trí này hướng về thành phố Gạch Giá tầm khoảng 9 km. Quý vị quan sát trên màn hình, ngay tại điểm cuối thì nhà thầu chưa thi công mặt đường, sẽ xây dựng một đường nhánh rẽ vào trung tâm xã Bình An của huyện Châu Thành. Với vị trí của tuyến đường rất quan trọng nên quy mô mặt đường rộng 4 làn xe cơ giới để đồng bộ với đường 3 tháng 2 từ trong trung tâm thành phố Gạch Giá trải dài tới Tắc Cậu Châu Thành. Quý vị và các bạn xem đây là tuyến trục dọc đi nha. Trên dự án toàn tuyến đường 3 tháng 2 này, trong tương lai sẽ xây dựng các tuyến đường ngang nối ga xã Vĩnh Hòa Hiệp và phường Gạch Sỏi của thành phố Gạch Giá. Tuyến đường 3 tháng 2 cũng nằm gần bến cảng cá Tắc Cậu. Sau khi hoàn thành sẽ góp phần giúp các phương tiện vận tải dễ dàng di chuyển ra vào cảng cá Tắc Cậu. Tiếp theo, tôi chuyển qua dự án xây dựng đường Minh Lương Dục Tượng. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 19 tháng 10 năm 2022. Dự án đường Minh Lương Dục Tượng từ ngã ba thị trấn Minh Lương đến xã Dục Tượng do Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành làm chủ đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Phát thi công thực hiện. Công ty cổ phần tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang là đơn vị tư vấn thiết kế. Liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Đại học Giao thông Vận tải và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng Trường Thịnh là đơn vị tư vấn giám sát. Dự án có tổng chiều dài 5,8 km. Trên toàn tuyến có 6 cây cầu và 8 cống ngang đường. Thời gian thực hiện dự kiến 660 ngày. Tổng mức đầu tư 169 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Lê Quang Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành cho biết, bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của 147 hộ dân
ở thị trấn Minh Lương và xã Dục Tượng đã chấp thuận di dời vật kiến trúc, hoa màu và bàn giao mặt bằng để dự án đường Minh Lương - Dục Tượng đủ điều kiện khởi công xây dựng. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân trong vùng, đảm bảo an toàn giao thông và từng bước hoàn thành trục giao thông kết nối ba huyện Châu Thành, Dòng Ghiền và Tân Hiệp, góp phần quan trọng trong việc tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện nói riêng và của tỉnh Kiên Giang nói chung ngày càng một phát triển. Tiến độ hiện tại đã xong phần đắp cát nền đường, đang cừ cọc móng để xây dựng các cây cầu vượt qua kênh rạch. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh thực tế tiến độ xây dựng đường 3 tháng 2 nối dài và đường Minh Lương - Dục Tượng gửi đến quý vị và các bạn trong các video tháng 8 năm 2023. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn.